Kính chào quý vị và các bạn, sinh con ra, cha mẹ nào cũng muốn con yêu phát triển toàn diện và khỏe mạnh. Khi con có những biểu hiện phát triển chậm hơn so với các bạn đồng trang lứa khiến cho nhiều bậc phụ huynh cảm thấy hoang mang và lo lắng, không biết con mình có mắc phải bệnh gì hay không. Trong video này chúng tôi sẽ giúp quý vị phụ huynh nhận biết sớm các dấu hiệu chậm phát triển trí tuệ ở trẻ. Chậm phát triển trí tuệ là sự khiếm khuyết trong việc phát triển trí não và thường xảy ra ở trẻ em dưới 18 tuổi. Những trẻ mắc phải hội chứng này thường gặp khó khăn trong việc vận động, giao tiếp, hành vi, cách chăm sóc bản thân, cách ứng xử xã hội. Khi trẻ có những dấu hiệu như sau cha mẹ không nên chủ quan nhé. Trẻ chậm biết lẫy, bò, ngồi, đứng, đi bộ và vận động tay chân lóng ngóng. Trẻ không có sự tò mò hay thể hiện sự quan tâm đến môi trường sống xung quanh. Trẻ gặp khó khăn trong việc học hỏi hay tiếp thu những thông tin mới, mặc dù đã được nhắc nhở lặp lại nhiều lần. Trẻ gặp khó khăn trong học tập và thực hành các kỹ năng mới. Trẻ gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề hoặc suy nghĩ logic, trẻ gặp vấn đề trong việc ghi nhớ các thông tin, trẻ gặp khó khăn khi nói chuyện giao tiếp với người khác, trẻ không thể thực hiện được các công việc hàng ngày như mặc quần áo hoặc đi vệ sinh mà không cần sự trợ giúp từ người khác, trẻ dễ bị kích động bởi những thứ nhỏ nhặt và có thể có những hành vi lặp lại. Đối với những trẻ chậm phát triển trí tuệ ở mức độ nặng, trẻ có thể kèm theo các biểu hiện như co giật, gặp vấn đề về thị lực, thính lực và rối loạn tâm thần. Trên đây là một vài biểu hiện điển hình của trẻ chậm phát triển trí tuệ. Chỉ cần chú ý và quan sát trẻ hàng ngày, cha mẹ sẽ dễ dàng nhận ra các biểu hiện bất thường ở trẻ. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp con từng bước hòa nhập với cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo xem các video mới nhất. Nếu bạn có câu hỏi khác hãy bình luận và gọi đến hotline 0987 126 085.